Chương trình thời sự xin tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua, Liên minh châu EU quyết định không gia hạn lệnh cấm 4 loại ngũ cốc Ukraine xuất khẩu sang một số nước, trong đó có Ba Lan. Ngay lập tức, chính phủ các nước có liên quan tuyên bố tiếp tục thực hiện lệnh cấm để bảo vệ lợi ích của nông dân. Sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang vào năm ngoái, một lượng lớn ngũ cốc Ukraine đã được chuyển đến các nước thông qua các quốc gia Trung và Đông Âu. Điều này tác động đến nông sản địa phương và gây ra làn sóng phản đối của nông dân nhiều nước. Hồi tháng năm, EU đồng ý cho Ba Lan, Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine như lúa mì, bắp, nhưng cho phép quá cảnh để xuất khẩu. Tuy nhiên, EU hôm qua đã không gia hạn lệnh này, do Ukraine đã đồng ý thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bắt đầu từ hôm nay. Theo Reuters, khi mùa thu hoạch đến gần, các vấn đề liên quan đến ngũ cốc đặc biệt nhạy cảm, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục thực thi lệnh cấm các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine quá cảnh qua biên giới vì lợi ích của nông dân Ba Lan. Chính phủ Slovakia quyết định gia hạn lệnh cấm đến hết năm 2023 để bảo vệ thị trường bị áp lực quá mức và bảo vệ quyền lợi của nông dân. Hungary cũng cho biết sẽ mở rộng phạm vi của lệnh cấm. Romani thì thông báo sẽ quyết định cách bảo vệ tốt nhất quyền lợi của nông dân sau khi Ukraine ban hành biện pháp kiểm soát liên quan. Ở một quyết định khác, các nghị sĩ Bungary hôm 14 tháng 9 đã nhất trí tiếp tục các biện pháp nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, trong vòng 1 đến 2 tuần, chính phủ Đức có thể quyết định về việc có cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine hay không. Phát biểu tại cuộc họp, ông Pistorius cho rằng Taurus là sản phẩm công nghiệp có độ phức tạp cao và chính phủ phải đưa ra quyết định thận trọng. Hiện tại, trong nội bộ chính phủ Đức vẫn có những bất đồng về vấn đề này và họ lo ngại Ukraine có thể sử dụng loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga Trước đó, truyền thông Đức đưa tin nước này đang chuẩn bị tiến hành sửa đổi kỹ thuật đối với tên lửa Taurus để hạn chế tầm bắn. Tuy nhiên, nhà sản xuất tên lửa cho biết họ vẫn chưa nhận được đơn đặt hàng liên quan. Cũng liên quan Ukraine, hôm qua chính phủ nước này đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2024. Theo đó, ngân sách quốc phòng chiếm hơn một nửa tổng ngân sách cho cả nước và cao hơn ngân sách quốc phòng năm 2023. Ngân sách quốc phòng cao dẫn đến thâm hụt ở nước này lên đến 42 tỷ đô la Mỹ, tương đương 20,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ukraine dự kiến sẽ tăng cường máy bay không người lái, đạn dược và tên lửa. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denis Simhan cho biết trọng tâm chính của dự thảo ngân sách quốc phòng là dành cho an ninh của đất nước. Trong một năm trở lại đây, Ukraine đã nhận được 62 tỷ đô la Mỹ viện trợ từ nước ngoài cho quốc phòng. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Azerbaijan hôm nay cho biết có nhiều phát súng đã bắn vào các vị trí của nước này ở biên giới với Armenia. Diễn biến này xảy ra sau khi trợ lý Tổng thống Azerbaijan, ông Hizmet Hazizet cho biết, Baku hướng tới giải quyết hòa bình các vấn đề hiện có với Severan. Theo tuyên bố, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết, ngày 15 tháng 9, từ 21 giờ 15 đến 22 giờ 5 phút các đơn vị lực lượng vũ trang Armenia từ các vị trí ở vùng Basakecha đã sử dụng vũ khí nhỏ bắn vào vị trí của quân đội Azerbaijan đóng quân trên hướng khu định cư Galaken. Theo bộ này, quân đội Azerbaijan đã thực hiện các biện pháp đáp trả. Trước đó, phát biểu với hãng tin TASS, trợ lý Haji Zeb cho biết Baku hướng tới mục đích giải quyết hòa bình các vấn đề hiện có với Zeveran. Ông nhấn mạnh, Azerbaijan là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và luôn hành động phù hợp với các quy định của hiến pháp và luật pháp quốc tế. Baku và Zeveran tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Nagorno-Karabakh kể từ năm 1988. Ngày 9 tháng 11 năm 2020, Tổng thống Nga cùng người đồng cấp Azerbaijan và Armenia đã ký tuyên bố chung chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Ở diễn biến mới nhất xung quanh vụ vỡ đập ở Libya, Bộ trưởng Tư pháp Libya, ông Al-Sidid Al-Saw Hôm qua cho biết đã yêu cầu điều tra về vụ sập hai con đập ở thành phố Dena sau khi mưa lớn dẫn đến lũ lụt trong tuần qua và điều tra về công tác bảo trì các con đập. Ông nói, chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân của vụ việc, truy tố hình sự người chịu trách nhiệm cho sự cố và bắt người phạm tội vào tù. Ông cho biết thêm một nhóm gồm 26 công tố viên sẽ tới Dena để lưu trữ hồ sơ các nạn nhân và xác định nguyên nhân cái chết. Văn phòng của ông chưa có số liệu chính xác về người đã thiệt mạng vì vẫn đang trong quá trình điều tra. Trong khi đó, theo tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, có 11.000 người thiệt mạng và hơn 20.000 người mất tích trong cơn lũ. Hôm nay, tổ chức chính phủ IAM có đăng ký ở Thụy Sĩ cho biết, chính quyền Taliban ở Afghanistan đã bắt giữ 18 thành viên của tổ chức này. Các thành viên được Taliban đưa đi từ văn phòng của họ ở tỉnh Go, miền trung Afghanistan đến Kabul. IMA cho biết họ chưa rõ nguyên nhân khiến những nhân viên này bị bắt. Người phát ngôn của chính quyền Taliban chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. IAM hoạt động tại Afghanistan từ năm 1966, chuyên về lĩnh vực y tế, giáo dục. Trước đó, Taliban đã áp đặt hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cấm họ đến trường và làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, những chiếc bốt điện thoại màu đỏ là biểu tượng của thủ đô London nước Anh. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ, nhu cầu sử dụng của những bốt này đã không còn và bây giờ hàng ngàn bút như thế đã được bàn giao cho địa phương để chuyển đổi tính năng. Fairwap là ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn Sussex, cách Luân Đôn khoảng 1 giờ lái xe về phía nam. Cách đây vài năm, ngôi làng lắp đặt bút điện thoại màu đỏ bên ngoài một quán rượu để chứa sách quyên góp. Ủy viên hội đồng giáo sứ Penny Hanley giúp bảo trì bút điện thoại và cho biết thật tuyệt vời khi giữ lại bút điện thoại vì chúng mang tính biểu tượng. Chúng tôi không muốn nó biến mất nên thật tuyệt vời khi sử dụng nó một cách hiệu quả. Bên trong điện thoại được thay bằng kệ sách, phần lớn sách là tiểu thuyết, sách lịch sử và sách dành cho trẻ em. Cô Tiffany Wheeler thường xuyên sử dụng thư viện. Cô nói, thật tuyệt khi có một thư viện nhỏ như thế này, chúng tôi mang sách của mình đến và mọi người trao đổi với nhau rất vui. Các bút màu đỏ được kiến trúc sư Gilles Gilbert Scott cho ra đời năm 1924. Vào những năm 1990 có khoảng 100.000 bút điện thoại ở Anh, trong đó ít nhất 10.000 là màu đỏ. Nhưng với khoảng 98% dân số hiện đang sử dụng điện thoại di động thì nhu cầu về bút điện thoại giảm nhanh chóng. Theo quy định, Vistit Telecom BT, doanh nghiệp sở hữu và vận hành điện thoại trả tiền được phép loại bỏ bút điện thoại nếu bút nào thực hiện ít hơn 52 cuộc gọi trong 12 tháng. Thay vì loại bỏ, BT triển khai chương trình sử dụng bút điện thoại vào năm 2008. Các hội đồng địa phương và các tổ chức từ thiện đã nộp đơn xin tiếp quản với giá chỉ một bản anh Ngày nay hơn 7.200 bút điện thoại màu đỏ đã được cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh sử dụng. Phần lớn là thư viện, ngoài ra còn có bảo tàng, trung tâm thông tin du lịch và phòng trưng bày nghệ thuật. Một số còn được làm điểm quyên góp cho ngân hàng thực phẩm. Chủ tịch hội đồng giáo sứ Nutley, ngôi làng nằm ngay gần Fairwap, ông Martin Grabdock, chi hơn 1.000 đô la Mỹ để tương trang lại bút điện. Ông nói, nó khá nặng, khoảng gần 800 kg. Họ phải lấy kính ra, sơn lại, sau đó chúng tôi lắp kệ để sách. Ngày nay chỉ có 3.000 bút điện thoại màu đỏ đang hoạt động và những kỷ niệm 100 năm thiết kế ban đầu vào năm tới, BT đã thông báo rằng sẽ đưa 1.000 bút còn lại vào sử dụng. Thưa quý vị, sáng kiến vành đai con đường BRI đầy tham vọng của Trung Quốc đánh dấu 10 năm bằng một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19. Sự kiện được tổ chức tại Hồng Kông hôm 13 tháng 9, cũng có vị thấy là cửa ngọ vào đại lục của đặc khu hành chính này. BRI liên quan đến tuyến đường thương mại trên bộ trải dài từ Trung Quốc, Trung Á và châu Âu, cũng như hành lang biển xuyên Đông Nam Á đến Trung Đông và châu Phi, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường khẳng định. Chúng tôi hỗ trợ Hồng Kông duy trì những lợi thế độc đáo về lâu dài, đặc khu có thể duy trì môi trường tự do, cởi mở và được quản lý, duy trì hệ thống luật chung, mở rộng các kết nối thông suốt và thuận tiện. Hội nghị kỷ niệm 10 năm BRI ra đời thu hút khoảng 6.000 người tham dự và tạo tiền đề cho 20 thỏa thuận được ký kết. Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu gọi những con số phá kỷ lục trên là dấu hiệu cho thấy Hồng Kông đã trở lại tầm thế giới. Ngoài việc xây dựng quan hệ đối tác và tình hữu nghị, các đại biểu đã ký kết khoảng 50 bản ghi nhớ, điều đó nhấn mạnh tiềm năng vô hạn của các khu vực và quốc gia. Việc củng cố vai trò như vậy phụ thuộc vào việc Hồng Kông nhanh chóng gia nhập hiệp hội đối tác kinh tế toàn diện khu vực, hiệp định thương mại tự do giữa 10 quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Hồng Kông đang ưu tiên liên kết sâu hơn với ASEAN và Trung Đông. Ông Marwan Saleh Alitla, giám đốc Invest Instara ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết Chúng tôi đã ban hành luật đầu tư doanh nghiệp cho phép các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% quyền sở hữu trong các công ty Trung Quốc. Việc Hồng Kông theo đuổi ASEAN và Trung Đông cho thấy chiến lược giảm rủi ro nhằm giảm phụ thuộc vào phương Tây trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung. Nhưng sự kiện 10 năm của BRI bị phủ bóng vì một số trở ngại, bao gồm ý định rút lui của Ý Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu thì đang đàm phán để xây dựng hệ thống kết nối riêng có thể cạnh tranh với BRI. Trong nước, Trung Quốc đang chịu cuộc khủng hoảng tài sản và tăng trưởng chậm, ảnh hưởng đến các dự án thuộc BRI. Bắc Kinh cam đoan có thể khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư khi nói rằng khoảng 90 quốc gia đã xác nhận sẽ dự diễn đàn BRI vào tháng tới. BRI cũng đã thiết lập hơn 3.000 dự án, thu hút gần 1.000 tỷ đô la Mỹ đầu tư.